lâu lắm rồi. Đâu ngờ nó về đây nó cắt chim. Con ta lắp ăn tối không hả? Con lắp ăn tối, ăn tối, hết đồ. Trước khi mất cô làm quả mẹ có bầu á. Kêu là anh mất cô cũng sao. À, anh sẽ cho em một một thứ để giữ đến trọn đời. Cho quả trọn đời. Cho quả trọn đời cái vui luôn. Quả trứng. Đúng rồi. Tuổi gì đó các cô anh. Mà giờ tôi mới nhận ra là tôi lại mê gái nó như thế. Lúc đầu mình cứ tưởng nó xấu. Mày mơi. GG, Weekly Demon. Máy dễ vãi. Việt Nam trở lên 16 giờ. Hả? Việt Nam trở lên 16 giờ. Cái gì?